Trên áo Xuân Trường viết hai cái tên khiến cổ động viên Việt Nam rưng rưng xúc động. Là một người ấm áp, Xuân Trường đã khiến nhiều cổ động viên xúc động với hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2018, đó là niềm vui của toàn dân tộc. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tiếc nuối dành cho các cầu thủ không thể tham dự giải đấu năm nay. Tuấn Anh và Văn Thanh là những cái tên rất được kỳ vọng. Tuấn Anh vật lộn với chấn thương suốt nhiều tháng qua, Văn Thanh cũng vì lý do tương tự mà chẳng thể tham dự AFF Cup. Tuy nhiên, tên của họ vẫn được xuất hiện trên sân khấu ăn mừng theo cách đặc biệt nhất. Sau khi lên ngôi vô địch, các cầu thủ đều mặc lên mình chiếc áo vô địch AFF Cup. Lương Xuân Trường sau khi nhận áo đã viết lên lưng tên của hai người bạn thân thiết, hai niềm tiếc nuối lớn của cổ động viên Việt Nam, Tuấn Anh, Văn Thanh. Hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn lao. Vốn lớn lên trưởng thành cùng nhau từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, tình cảm của trường với Thanh hay Tuấn Anh đều rất khăng khít. Hôm nay, Trường hưởng niềm vui chiến thắng được chạm vào chiếc cúp vô địch AFF Cup mà cả dân tộc chờ đợi suốt 10 năm. Anh cũng viết tên hai người bạn lên áo như một cách chia sẻ niềm vui. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau ngay dưới các bức hình, đa số đều là lời khen ngợi. Chàng trai đó vẫn luôn ấm áp, nhìn mà cảm động ghê luôn, Trường hít cố lên nhé. Một dân mạng viết, vì mình là một gia đình nên cứ mãi bên nhau thôi, chiến thắng của tôi hôm nay cũng là chiến thắng của các cậu. Có lẽ ý của Trường là thế khi viết tên các bạn lên áo, dân mạng khác bình luận. Huấn luyện viên Park dùng 100.000 USD tiền thưởng cho người nghèo và bóng đá Việt. Sáng ngày 16 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo được thưởng 100.000 USD sau khi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, ông muốn dùng khoản tiền này để phát triển bóng đá Việt Nam. Tại sự kiện 15 năm công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai và kỷ niệm 15 năm Thao Cô Chu Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới huấn luyện viên Park Hang-seo sau thành tích vô địch AFF Cup 2018. Thủ tướng biểu dương đánh giá cao tinh thần quả cảm, dũng mãnh, ý chí của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, cho biết trước trận đấu đã viết thư động viên đội bóng, trong đó có câu dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh tự tin thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thủ tướng nhấn mạnh một tinh thần dân tộc đã được thể hiện trong trận đấu tối qua và một cảm xúc trào dâng từ thành phố Hồ Chí Minh tới Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng và đặc biệt thủ đô Hà Nội với rừng cờ đỏ sao vàng. Tại đây, Chủ tịch Tập đoàn Thaco ông Trần Bá Dương tặng đội tuyển bóng đá quốc gia 2 tỷ và 100.000 USD cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc trao lại khoản tiền mà Thaco tặng để phát triển bóng đá Việt Nam và cho người nghèo. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vì đã mời sang huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Sau 10 năm, tuyển Việt Nam mới lại vô địch AFF Cup, giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Với chiến thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình, tối ngày 15 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch khi thắng Trung Quốc Malaysia 3-2 sau 2 trận lượt đi và về. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn lập kỳ tích khi bước lên ngôi vương với thành tích bất bại. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trải qua 8 trận, trong đó có 6 chiến thắng và 2 hòa. Sau khi tham dự sự kiện sáng ngày 16 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi ít ngày trước khi quay trở lại Việt Nam hôm ngày 20 tháng 12 tới. Đó cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2019 khởi tranh đầu tháng 1 năm sau. Lời chúc mừng mẹ thủ môn Đặng Văn Lâm và bí mật về tên tiếng Nga của Lâm Tây. Đặng Văn Lâm là một cầu thủ bóng đá sinh năm 1993, mang hai dòng máu Nga-Việt, bố là ông Đặng Văn Sơn, mẹ là bà Zhukova Auger, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, bà Zhukova Auger đã gửi lời chúc mừng đến con trai trên Facebook cá nhân. Tâm thư được chính Văn Lâm dịch lại và chia sẻ với lời nhắn cảm ơn mẹ. Lý yêu mến của mẹ, người ta nói không ai lội hai lần xuống một dòng sông và con đã lội hai lần. Lần đầu tiên khi ấy con là một cậu thanh niên 17 tuổi,
con đã bước lên ngược dòng một cách dũng cảm và vượt qua tất cả, con đã lớn khôn, sáng suốt và trưởng thành. Lần thứ hai con lội xuống dòng sông đó, con khi ấy đã trưởng thành và chuyên nghiệp. Hãy bơi đi con trai, mẹ ủng hộ con trai. Mẹ biết ơn Chúa Trời vì tất cả mẹ mừng cho con. Chúc mừng chiến thắng to lớn đầu tiên của con trai. Con hãy thành công, ly của mẹ. Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ muốn con sẽ dịch và gửi những dòng thư này của mẹ đến đất nước Việt Nam tuyệt vời, đầy nắng và mẫn cảm. Gửi tới tất cả những người thân, ruột thịt họ nội của con, những người hâm mộ bóng đá, những người bạn của con, chủ tịch và ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng, nơi con rèn luyện. Gửi tới thầy huấn luyện viên và toàn bộ đồng đội tuyển Việt Nam của con, gửi tới mọi người dân Việt Nam, những người đã động viên con trai mẹ bằng lời nói, bằng hành động, mong điều lành cho con trai và chúc con thi đấu thành công. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, tôi muốn ôm các bạn thật chặt, tôi hạnh phúc và vui mừng cùng các bạn vì chiến thắng này. Tôi biết ơn Chúa vì trái tim tôi chứa đựng tình yêu với hai đất nước Việt Nam và Nga. Cảm ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam đã sinh ra người chồng của tôi, cha của con trai yêu dấu Đặng Văn Lâm, Đặng Văn Sơn. Tôi biết ơn Chúa vì con trai tôi đã nghe lời cha mình trở về tổ quốc lập nghiệp. Tôi biết ơn Chúa vì tại đất nước Việt Nam yêu dấu, con trai thân yêu của tôi đã lớn khôn, trưởng thành, trở thành chuyên nghiệp và thể hiện tài năng của mình. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng Ly, Đặng Văn Lâm, mẹ của con. Đặng Văn Lâm, Lâm Tây, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993, sở hữu ngoại hình điển trai với chiều cao ấn tượng 1m88. Anh sinh ra tại Nga trong gia đình có mẹ là người Nga, cha là người Việt. Ít ai biết rằng Văn Lâm có tên tiếng Nga là Ly Sonovich, với cái tên giống một thủ môn từng một thời là huyền thoại của nước Nga. Sở dĩ Lâm có cái tên như vậy là vì mẹ của chàng thủ thành là một fan hâm mộ của huyền thoại bóng đá này, nên trong tên tiếng Nga của Văn Lâm có chữ Ly. Chữ Ly trong tiếng Nga có nghĩa là sư tử. Vậy nên mẹ của Văn Lâm cũng mong muốn con trai của mình sẽ mạnh mẽ, cứng cỏi và dũng mãnh như chú tể rừng xanh và trở thành một thủ môn huyền thoại như Ly Jackson. Lee Jackson cũng sở hữu nhiều pha cứu thua kinh điển trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển Liên Xô và đúng như mong ước của mẹ Lâm Tây, anh chàng cũng xứng đáng trở thành một Lee Jackson của Việt Nam. Trong chiến thắng của Việt Nam tại AFF Cup 2018, vai trò của thủ thành Đặng Văn Lâm là rất lớn, đặc biệt ở trận chung kết lượt về. Đặng Văn Lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ sạch lưới nhà, giúp đội nhà bảo toàn tỷ số 1-0 trước Malaysia. Trên sân vận động, Đặng Văn Lâm không có cha mẹ cổ vũ như những cầu thủ khác. Gia đình anh sống ở Nga và dành thời gian cầu nguyện cho Văn Lâm. Ở nhà thờ, thay vì xem trực tiếp, biết tin Đặng Văn Lâm chiến thắng, mẹ anh khóc vì hạnh phúc. Người thân của Lâm Tây cũng đều rơi nước mắt khi thành quả đã đến với thủ thành cao 1m88 này. Chị họ anh, nghệ sĩ múa Linh Nga, xúc động nhắn đến em trai: Lâm à, cả gia đình đang ở rất gần em. Vừa vui vừa sợ em bị đau, vừa hãnh diện và hồi hộp. Lặn lội từ Nga trở về quê hương, chỉ để muốn sống và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hôm nay, bao nhiêu người gọi tên em. Nhà mình từ Hà Nội, Sài Gòn và tại Nga, đều khóc vì hạnh phúc. Thương em là Lâm Tà chứ không phải Lâm Tây đâu. Cô chúc mừng người em trai, thân thiết của gia đình. Cô mừng khi mọi cố gắng của em trai đã được đền đáp xứng đáng. Sau bao năm vất vả thì hôm nay, em đã chiến thắng. Bố Sơn bố Hùng là người hạnh phúc nhất hôm nay. Sự lựa chọn trở về Việt Nam của em là đúng. Em cứ một mình bền bỉ, âm thầm tập luyện bao năm qua. Thành công của em là máu và nước mắt. Đặng Văn Lâm sinh trưởng trong gia đình, có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nghệ sĩ múa, Đặng Văn Sơn. Bác ruột là nghệ sĩ nhân dân Đặng Văn Hùng. Chị họ của Văn Lâm là Thiên Nga làng múa Linh Nga. Nhưng Lâm Tây lại dành tình yêu cho bóng đá. Anh mất nhiều năm để khẳng định vị trí của mình tại V-League. Sau đó Đặng Văn Lâm mới có cơ hội được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn là thủ thành của tuyển quốc gia tại AFF Cup 2018. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, bác ruột Đặng Văn Lâm, bày tỏ sự tự hào về người cháu trai nỗ lực, con sinh ra tại Mô Cót và được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của hai đất nước Việt Nam và Nga. Hôm nay con đã rất xuất sắc. Bố Sơn và mẹ Olia đã không thể xem trực tiếp trận chung kết. Cũng như mọi khi, mỗi lần con trên sân cỏ, là hai người lại có mặt tại nhà thờ, để cầu nguyện cho con, ông kể. Con luôn là Đặng Văn Lâm,
bé bỏng đáng yêu của gia đình ta. Bố luôn yêu con, nghệ sĩ Đặng Hùng xúc động. Đặng Văn Lâm sinh ra tại Nga, nhưng luôn được cha dạy về văn hóa Việt. Từ nhỏ Văn Lâm đã yêu thích bóng đá, nên được gia đình gửi đến đào tạo tại trường huấn luyện bóng đá nổi tiếng ở Nga. Sau khi ra trường, Văn Lâm chỉ có tâm nguyện về Việt Nam cống hiến. Những năm ở lại Việt Nam, Đặng Văn Lâm được bác ruột Đặng Hùng chăm sóc và hướng dẫn. Anh gọi bác là bố, giống như bố Sơn. Nghệ sĩ Đặng Hùng không bao giờ quên những năm tháng chật vật đó của cháu trai. 8 năm trôi qua với bao thăng trầm vất vả. Và đó cũng là thời gian thử thách của con tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Không ít lần bố con mình đã phải vất vả bởi những chấn thương của con và bởi những khó khăn vất vả mà không ai có thể giúp con được. Ngoài bố con mình, ông biết, thành công hôm nay của con là kết quả của những ngày tháng lao động vất vả, là của sự quan tâm yêu thương con từ cả đại gia đình, đặc biệt là thành công của tình yêu vô cùng lớn lao của khán giả cả nước đã dành cho con. Con không bao giờ được quên những gì đã làm nên chiến thắng của con. Ngày hôm nay, nghệ sĩ gửi gắm lời dặn dò đến cháu trai.